Thưa các bạn, hiện nay thì Thái Chiến thấy một cái tấm hình rất là hot được nhiều bạn chia sẻ trên mạng. Đó là cái tấm hình một cái cô bác sĩ được ghép từ chân dung, cô bác sĩ ghép từ rất là nhiều tấm hình của những bác sĩ người Anh trong đội với Covid hiện nay, và được một nghệ sĩ Anh thực hiện. Thì nhiều bạn thắc mắc là làm cái tấm hình này như thế nào và nó có kỳ công như thế nào đó. Nó rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái thể loại lắp ghép hình này trong vòng là khoảng 5 phút trở xuống bằng cái phần mềm CorelDRAW phiên bản 2019 2020 đều được, và các bạn có thể tải nó trên thaichien.com nha. Mình có hướng dẫn tải trên đó, là bạn lên đó mình tải. Rồi thì cái việc đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình đó là một cái bức hình chân dung hoặc bức hình bất kỳ, thì nên là hình chân dung để cho chúng ta dễ thực hiện và đồng thời là chúng ta thấy được cái thông điệp bức ảnh. Cái thứ hai là chuẩn bị một thư viện ảnh, càng nhiều ảnh càng tốt liên quan tới cái chủ đề này. Cũng có thể là những hình ảnh màu sắc nó tương tự, và các bạn nên chọn tông màu tương tự, ví dụ như là những tấm hình tương tự màu sắc này, trang phục này thì nó sẽ tương tự màu nóng, thì nó tầm chúng ta nên có thư viện nhiều màu nóng hơn, và những cái hình nền tối thì chúng ta sẽ có thư viện nhiều hình nền tối. Rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị tấm hình cái thư viện đó trong một cái folder, càng nhiều hình càng tốt. Sau đó thì các bạn phải chuẩn bị cái hình chân dung, thì bây giờ mình sẽ lấy nhanh cái hình chân dung của mình, hình chân dung của mình trên Facebook, thì mình sẽ copy bát thôi đó. Trong Corel thì nó dễ, mà tạo một tài liệu mới nha. Rồi tại đời lý mới thì nó rẻ dễ và mình không muốn chỉ nữa. Rồi bây giờ xong cái tấm hình này thì các bạn có thể là crop tấm hình này lại, tại vì chúng ta thấy là cái mảng màu ở ngoài thừa rất là nhiều, mình sẽ crop cái tấm hình này lại. Đấy. Rồi crop lại như thế này đó nha các bạn. Rồi sau khi crop lại tấm hình này, đây chức năng crop này nha cho nhiều bạn biết. Rồi sau khi crop thì các bạn có thể đánh cái dòng chữ nào đó bạn thích, hoặc không đánh cũng được. Nếu các bạn đánh thì các bạn cứ đánh vào thoải mái thôi. Thank you, ví dụ như nha. Rồi các bạn chỉnh phông chữ này nọ rất là bình thường thôi, chỉnh như bình thường các bạn làm thiết kế thôi. Đấy, các bạn có thể chọn dòng chữ này ở dưới, các bạn thấy để màu trắng hoặc màu gì cũng tùy thích các bạn, màu gì cũng được, mình để sẽ lấy màu trắng nha. Rồi sau khi làm xong cái này thì mình sẽ chọn hai đối tượng này, các bạn chọn vào bitmap này, convert to bitmap. Các bạn sẽ chọn cho mình 100 dpi, 300 cũng được, nhưng mình nên chọn ít thôi để cái dung lượng cái ảnh của mình nó nhỏ lại. Tại vì bạn chọn cao thì nó cũng vô dụng thôi, tại cái ảnh gốc của bạn nó không đạt tới 300 đâu. Rồi RGB nhớ nha. Rồi ok, đó mình sẽ ra một tấm hình chung. Nó là nó bước là mơ layer các bạn, mơ layer hoặc là mơ image với nhau á, trong Photoshop như vậy, còn trong Corel chúng ta làm như thế này. Rồi sau khi làm xong như thế này thì các bạn có một cái tấm hình như thế này, và nếu các bạn không đánh chữ các bạn không cần làm điều đó cũng được. Rồi các bạn truy cập vào cho mình đó là effect nè. Đấy, các bạn chọn là photo cocktail nè, hoặc là các bạn chọn vào Docker, thêm Docker vào, mình chọn là photo cocktail đây, được chưa? Rồi bạn mở photo cocktail lên đây. Cái này đó là xào nấu hình ảnh đó. Cái chức năng đầu tiên đó là cái chức năng keep original shot, tức là chúng ta giữ lại cái hình sau khi đã convert. Rồi thứ hai là chúng ta load thư viện, chúng ta sẽ crowd đến cái thư viện hình. Đây mình folder là bảo tường này, mình sẽ lấy folder này cho nó nhanh nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cái ô lưới thì chúng ta chọn như thế nào. Chúng ta sẽ quy định số cột, ví dụ hàng ngang này có khoảng 30 cột thì mình đánh vô 30, 20 cột thì đánh 20 đó. Còn blending là mức độ hòa màu, cái RAW thì chúng ta không chọn được nha, nó sẽ tự mặc định. Cái mức độ hòa màu thì mình thường sẽ chọn 30%, bạn chọn lên 50 cũng được, 40 cũng được, không sao hết. Rồi cái duplicate này quan trọng nữa các bạn, cái này nó sẽ quyết định đến cái chuyện có chuyển được hay không. Thì các bạn chọn duplicate thì bạn chọn số nhỏ thôi, 2, 3, 4, 5 gì đó. Các bạn không nên chọn số lớn, tối đa là 20. Thì số lớn khi nào cái thư viện ảnh của bạn lớn thì bạn chọn số lớn, còn nếu thư viện ảnh bạn ít thì bạn nên chọn số nhỏ thôi nha các bạn. Thì mình đây mình sẽ chọn là 3. Rồi sau đó những cái chức năng output là chỉnh về cái thứ tự xuất hình, ví dụ bitmap stack mình sẽ chọn mặc định nha, mình không chọn single bitmap. Rồi thứ hai là add thì mình sẽ chọn là omit luôn, như mặc định luôn. Rồi omit partial size đó. Còn cái priority này các bạn chọn là cái ưu tiên cái DPI theo cái tài liệu nè chúng ta tạo ban đầu này, hoặc là chúng ta có kết tâm nếu mà DPI maximum 300 thì nó chi tiết quá thì mình sẽ kết tâm là khoảng 1%, còn mình để max thôi, ưu tiên là nó sẽ max tài liệu. Sau khi xong thiết đặt hết rồi, bạn chọn lại cái tấm hình, chọn chuột trái nha, sau đó mình sẽ nhấn apply ở đây đó, và đợi được toán xử lý thôi. Thì cái này không tới 5 phút được các bạn, tại mình nói nhiều nên cho nó 5 phút chứ còn không tới 5 phút đâu. Tùy cái máy, tốc độ xử lý của bạn, độ chi tiết của hình cũng như là thư viện ảnh của bạn có nhiều hay không nữa, rồi dung lượng ảnh của bạn. Cho nên khi mà trước khi tạo cái này các bạn có thể nén lại những cái bức hình
Trong thư viện của bạn nén lại, đừng để hình gốc chụp bằng máy cơ, ví dụ 6-7 MB thì rất là lâu rồi đó, là mất thời gian cũng như là thực toán xử lý nhiều khi không được đấy. Như bạn thấy đây, đây thấy chưa, đó rất là tuyệt vời đúng không? Đó thì mình có thể là cái có một cái bức chân dung rất là đẹp để khoe với bạn bè rồi. Ok các bạn, đấy đó là cách tạo của mình. Sau khi xong hết rồi bạn có thể là xóa hình cũ, hình gốc rồi bạn crop đó, crop đó lại đúng hình rồi. Nhiều bạn không biết xuất hình nữa mình cũng bó tay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tái triển Bezel này. Mình mua đi. Ok, export. Rồi mình chọn cái độ phân giải pixel nha, chọn lại pixel nè. Nhớ là chọn BNG là cái tên các bạn, nhưng mà chọn BNG Original nha. RGB nè, 8 24 bit nè. Rồi trên BNC hoặc non cũng được. Trên BNC là để mình làm trong suốt. Rồi đây là mình sẽ chọn là 2048 để cho lên thiếu nó không bị nén. Giảm bị giảm thiểu độ nén. Rồi ok, mình sẽ xuất thuộc đây. Rồi bây giờ mình sẽ có tấm hình đây, nói chuyện bu rất là dễ thương đúng không ạ? Mình tự khen mình luôn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này của mình, và hy vọng các bạn sẽ có những bức ảnh nghệ thuật để chia sẻ với bạn bè cũng như là truyền tải thông điệp của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.